Thưa quý vị, mặc dù thành phố Đà Nẵng đã chuyển trạng thái trong phòng chống dịch, tuy nhiên người dân đã quen với nếp sống trong giai đoạn cách ly xã hội, nên không có tình trạng tập trung đông người tại các điểm mua sắm hàng hóa. Lo ngại tình trạng tập trung đông người trong cùng một thời điểm tại các chợ dân sinh, nhiều người dân đã chọn kênh mua hàng tại các siêu thị. Để đảm bảo công tác phòng dịch, ngoài đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi khách vào mua hàng, một số siêu thị còn trang bị buồng khử khuẩn tự động trước cửa ra vào. Theo ghi nhận của phóng viên, bên cạnh các chợ, các kênh siêu thị ngay tại địa bàn dân cư cũng được người dân ưu tiên lựa chọn nhằm hạn chế việc phải di chuyển xa và linh động thời gian mua hàng, tránh việc tiếp xúc đông người. Trong cái mùa dịch hiện nay thì đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cũng như là gia đình thì cái tần suất đi chợ của mình rất là ít, thường thường khoảng là 3 tới 5 ngày mình mới đi chợ một lần. Thì do cái ở chợ thì quá đông người, mặc dù có cái sự giãn cách nhưng mà thực phẩm nhiều, gian hàng nhiều thì số lượng người nó sẽ đi nhiều, cho nên mình lựa chọn cái siêu thị nhỏ này để mình đi. Hiện hàng hóa tại các kênh mua sắm trên địa bàn thành phố đều đảm bảo đầy đủ các mặt hàng phục vụ đời sống người dân, giá cả ổn định. Trong đó, các mặt hàng tươi sống như thịt cá, các sản phẩm rau củ quả có chứng nhận an toàn được người dân ưu tiên lựa chọn nhiều hơn. Chị thấy hàng hóa vẫn bình thường. Nói chung là lúc nào tới cũng có cái hàng mới với lại tươi sống. Giá cả thì chị thấy cũng ổn định thôi, không có cái gì là gọi là lên giá hết. Mặc dù thành phố Đà Nẵng đã chuyển trạng thái trong phòng chống dịch, việc giãn cách xã hội đã được nới lỏng hơn, nhưng việc sống chung an toàn với dịch vẫn là vấn đề được xác định lâu dài. Vì vậy, mỗi một người dân vẫn cần xây dựng và duy trì nếp sống lành mạnh, tránh tập trung đông người.